Ronaldo trở lại Man U ở tuổi 36, lên đỉnh cao hay xuống vực sâu? Thế giới bóng đá đã chứng kiến một vụ chuyển nhượng ly kỳ và đầy bất ngờ khi Cristiano Ronaldo từ chối Man City phút cuối để tái ngộ Man U sau 12 năm. Khi Ronaldo nói lời tạm biệt các đồng đội ở Juventus, lên chuyên cơ rời thành Turin, ai cũng nghĩ rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị gia nhập Man City. Mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi thì không ai ngờ Man U nhảy vào tham chiến phút cuối để lôi kéo Ronaldo trở lại sân Old Trafford với sự thuyết phục của huấn luyện viên Ferguson, người được Ronaldo xem như cha của mình, cùng với khoản tiền 19 triệu bảng mà Man U nhanh chóng gửi đến Juventus đã giúp Quỷ Đỏ lật kèo và hất tay trên của Man City đầy bất ngờ. Nhưng câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu Ronaldo có tiếp tục thành công ở Man U dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, người từng là đồng đội cũ với mình giai đoạn 2003-2008. Còn nhớ, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi 118 bàn sau 292 trận cho Man U từ năm 2003-2009, giành 3 chức vô địch Premier League và Champions League. Liệu Ronaldo có tận hưởng thành công ở sân Old Trafford lần thứ 2 không? Đã 12 năm kể từ ngày Ronaldo rời sân Old Trafford, 12 năm qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 551 bàn thắng sau 572 lần ra sân cho Real Madrid và Juventus, giành thêm 4 chức vô địch Champions League và hàng tá danh hiệu khác. Rõ ràng, sự trở lại của Ronaldo ở sân Old Trafford là một triển vọng ly kỳ và đầy cảm xúc cho những người hâm mộ Man U. Chỉ 5 phút sau khi chính thức công bố chiêu mộ thành công Ronaldo, trang chủ Man U đã sập bởi lượng truy cập khổng lồ. Cổ phiếu của đội bóng này cũng tăng hơn 8%, đạt giá trị vốn hóa hơn 2,8 tỷ USD. Đó là những con số cho thấy sức hút khủng khiếp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng liệu những thành công phi thường trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp với hàng tá danh hiệu có được, Ronaldo sẽ tiếp tục thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cần phải làm rõ. Ronaldo chắc chắn là một cầu thủ khác với người đã rời sân Old Trafford hơn một thập kỷ trước, nhưng ngay cả khi đã 36 tuổi, anh vẫn là một tay săn bàn cứ khôi. Tổng số bàn thắng mỗi mùa của anh không còn cao vút như thời đỉnh cao tại Real Madrid, nơi anh thường xuyên vượt qua cột mốc 50 bàn. Nhưng khi rời Juventus, Ronaldo vẫn hoàn toàn tự hào khi đóng góp tới 101 bàn sau 134 trận cho đội bóng thành Turin với trung bình gần 34 bàn mỗi mùa. Ronaldo đã không thể ngăn Juventus tụt xuống vị trí thứ 4 ở mùa giải trước, nhưng anh vẫn góp công trong chiến thắng Cúp Quốc gia Italia để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu Serie A trong hai mùa giải trước đó, cho thấy anh không hề bớt đi sự sung mãn trong việc ghi bàn. Trên thực tế, tổng cộng 29 bàn thắng tại Serie A mùa trước giúp Ronaldo nhiều hơn người xếp thứ 2 năm bàn. So với các giải đấu lớn của châu Âu, chỉ có hai cầu thủ có nhiều bàn hơn Ronaldo là Lionel Messi, 30 bàn và Robert Lewandowski, 41 bàn. Tiếp đó, Ronaldo tiếp nối thành tích ghi bàn ở đội tuyển quốc gia với 5 bàn thắng cho Bồ Đào Nha tại Euro 2020, vượt qua Miroslav Klose của Đức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các kỳ World Cup và giải vô địch châu Âu, đồng thời cân bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Aliza người Iran với 109 bàn. Tuổi tác đã không làm thui chột bản năng săn bàn của Ronaldo. Trên thực tế, số bàn thắng của Ronaldo ghi được trong 3 mùa giải ở Serie A còn nhiều hơn số bàn thắng trong 3 mùa giải cuối cùng của anh tại Man U từ 2007-2009. Ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn rất mạnh mẽ dù ở tuổi 36, độ tuổi mà không ít ngôi sao bóng đá đã phải giải nghệ. Trong 3 mùa giải trọn vẹn của mình ở thành Turin, Ronaldo đã góp mặt trong 85% các trận đấu tại Serie A của Juventus và thậm chí còn cao hơn trong các trận đấu của Juventus ở Champions League. Những con số đó sẽ là cơ sở để huấn luyện viên Solskjaer tin rằng Ronaldo vẫn mang lại nhiều giá trị cho Man U. Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 2 tới đây, nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhất là khả năng săn bàn nhạy bén. Ở độ tuổi này, Ronaldo đương nhiên sẽ bị giảm một phần khả năng thích nghi và tiếp cận nhanh trận đấu so với các đồng đội. Ngôi sao người Bồ Đào Nha rời Old Trafford năm 2009 như một tiền đạo chạy cánh bùng nổ, nhưng lúc này anh đá với vai trò trung phong. Anh sẽ ít tham gia vào lối chơi chung của toàn đội nhưng hoàn toàn tàn nhẫn ở khâu dứt điểm trong vòng cấm đối phương. Điều đó không có nghĩa là Ronaldo bỏ trống hai cánh. Ở Juventus, Ronaldo được sử dụng như một trong hai tiền đạo trung tâm bên cạnh Alvaro Morata, có nghĩa là anh vẫn có thể tự do dạt sang cánh trái, từ nơi đó cắt vào bên trong trước khi dứt điểm. Nhưng trở lại Man U, sở thích của huấn luyện viên Solskjaer là sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, đồng nghĩa Ronaldo phải chơi như một tiền đạo cắm và phải chơi ở vị trí trung tâm hơn. Trên thực tế, sự điều chỉnh đó có khả năng phù hợp với ngôi sao người Bồ Đào Nha, bởi phần lớn các bàn thắng cho Juventus của anh có biên độ khá rộng. Ronaldo vẫn thích thử vận may của mình bằng việc dứt điểm ngoài vòng cấm, nhưng bản đồ dứt điểm của anh trong mùa giải trước ở Serie A đã nhấn mạnh sự thay đổi như thế nào. Ronaldo chỉ một lần ghi bàn từ ngoài vòng cấm, từng là một sát thủ có khả năng ghi bàn ở mọi góc độ trên sân. Nhưng bây giờ Ronaldo chủ yếu ghi bàn trong vòng 16m50.
không có cầu thủ nào có thể cạnh tranh với Ronaldo khả năng ghi bàn trong vòng cấm. Điều này thực sự hữu ích khi Man U đang sở hữu rất nhiều chân truyền thượng hạng như Paul Pogba, Bruno Fernandes. Khi còn trẻ, Ronaldo không được đánh giá cao về khả năng ghi bàn bằng đầu. Nhưng giờ đây dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm thực sự là một vũ khí đáng gờm trong suốt sự nghiệp của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Mùa trước, Ronaldo có 7 bàn thắng bằng đầu, cao nhất Serie A và cao thứ hai trong bất kỳ giải đấu lớn nào của châu Âu, chỉ sau Ander Silva và Sasakala tại Czech Bozanford và Sturgat. Cựu danh thủ Man U Gary Neville đã chia sẻ về việc Man U rất cần một tiền đạo cắm xuất sắc, kêu gọi Thủy Đỏ nhanh chóng mua Harry Kane để cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City. Nhưng lúc đó Gary Neville cũng không ngờ tới Ronaldo trở lại sân Old Trafford. Đến lúc này, người hâm mộ vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ronaldo khi trở lại Man U sau 12 năm. Vấn đề là ngôi sao người Bồ Đào Nha có thành công hay không, vẫn còn phải chờ những gì anh trình diễn trong thời gian tới.